Xin mến chào bà con đến với cuộc sống miền quê. Thì chiều hôm nay mình đi ra thăm cái miếng lúa OM18 mình bà con ơi. Thì miếng lúa này hôm nay đã được 95 ngày. Thì còn 4 ngày nữa cắt rồi bà con ơi. Thì đến khi nào mà mình cắt cái miếng lúa này thì mình cũng sẽ quay để mà báo năng suất cho bà con xem ha. Thì do mà hôm nay mấy rài cắt nước cũng khá là lâu rồi bà con ơi. Thì cắt nước cũng khoảng 20 ngày cho nên khô quá. Thì ngày hôm qua mình vừa bơm nước vô. Bơm nước vô để mà ngót nó một cái 3-4 ngày sau mình cắt bà con. Thì bà con xem nè. Thì bơm nước nó khô quá rồi, nó cũng teo hạt lúa bây giờ mình... Thì mình bơm nước vô thì bà con thấy cái hạt lúa nó tươi lại nha bà con. Tươi lại. Cái OM18 này, cái vụ này bà con thấy nó cũng có một số nơi nó cũng bị cháy gầy lỗ lỗ bà con ơi. Bà con xem cái này tại chiều cũng ngược nắng nè bà con, quay ngược nắng nè, cho nên là nó cũng không rõ lắm. Bà con thấy là bơm vô là nó hạt lúa nó sáng lại ha. Bà con xem ha, lúa bông rất là sáng nè bà con. Tại cái này mình quay nó ngược nắng cho nên là bà con thấy nhiều khi nó không rõ ha. Lúa coi được lắm bà con. Bà con xem bông. Rất là đẹp ha. Sáng trưng luôn. Cả miếng đất vàng gực luôn rồi bà con. Màu vàng rất là đẹp ha. Thì cái này nắng khô này cũng giống như là mùa đông xuân luôn rồi, cho nên là mình bơm nước vô mới được bà con. Không bơm vô là nó rất là nhẹ ký luôn. Thì đây là cái lúa 95 ngày như thế nào hả bà con. Thì bà con đi thăm đồng cùng mình ha. Thì coi cho nó vui thôi. Mai mốt thì đến khi nào cắt thì mình cũng sẽ làm một cái clip tiếp theo để cho bà con báo năng suất cho bà con luôn. Thì những bà con nào mà làm giống OM18 này hè thu thì rất là ngon bà con. So với những giống khác thì nó không bằng. Thứ nhất là nó được cái giá nó cũng cao bà con. Giá cao hơn 5451, nó cứng cây hơn. Bà con xem là cả miếng đất nó đứng như thế này. Bà con xem cái dàn lúa 5451 bên đây ha. Màu rất là xấu. Nó không bằng đâu bà con. 5451 nè, bông mình nó ngắn hơn. Nhưng mà do trời nắng này nó cũng chưa đến nỗi gì, chưa có sập gì nữa ha. Bà con nhìn lại cái OM18 của mình ha. Thì hôm qua mình bơm nước lên tới trên đây hết rồi. Bơm một ngày luôn bà con. Có chục công đất mà bơm cả ngày trời. Bây giờ lúa nó tươi lại hết rồi. Nhìn cũng rất là yên. Màu vàng nữa bà con. Ở ngoài bà con nhìn cái vàng lá nó rất là vàng luôn. Thank you.
bông cũng sáng cực cực, tới ngày cắt mà nó còn cháy gầy nữa bà con, cháy một hai lỗ không đáng kể ha, con xem này, cháy khô hết luôn rồi. Năm nay hè thu mà cũng bị gầy nữa, mình ỷ y mình không sạch cho nên là bây giờ nó làm một hai lỗ rồi bà con. Đất khô quá mình bơm vô nó xốp chân, nó lỏng chân rồi, nó bê bê siêu lum cho bà con, nó bê hột nó nặng quá siêu, con xem hột rất là hột. Ở ngoài bà con nhìn rất là dữ ha, như cái dàn lúa đông sưng luôn á, nhưng mà cái mùa này nó lép hơn, đúng lý là nó như dàn lúa đông sưng luôn đó. Sáng gợi, sáng đực luôn mà con. Này ngược nắng, nếu mà xuôi nắng mình quay mình thấy rất là đẹp luôn. Để mai mình quay lại cho bà con xem tiếp nha. Bê bê lỗ này, gió nó siêu lỏng chân mà con. Rồi bà con xem ha, thì mình bơm nước vô mình ngót một cái thì lúa nó tươi lại hết bà con. Thì đây là còn 4 ngày nữa mình cắt thì cái bông lúa này bà con xem nè, nó tươi lại hết rồi. Mấy bữa trước thì nó khô quá thì bà con nhìn thấy nó rất là teo hạt ha, nó teo hột lúa nó trắng hết. Giờ mình bơm nước thì cái dàn lá thì cũng thấy xanh lại, bà con xem nè, bông cũng dữ lắm ha bà con. Cái này thì có thể là mình vô được 800, hơn 800 đó bà con. Những lúa cái bông bà con xem thực tế ngoài thấy cũng dữ dội lắm ha. Thì 95 ngày nó chín như thế này, chỉ còn có vài cái hột cậy xanh ở trong thôi ha, còn ở ngoài thì hầu như nó chín hết rồi. Mấy cái chỗ mà nó hơi thưa á thì nó cũng còn thôi chứ. Nó cũng bị một hai lỗ cháy rầy bà con. Bà con xem cả cái miếng lúa của mình ha. Do buổi chiều nắng khó quay quá bà con, thể ngày mai trưa mình quay lại cho bà con xem ha. Bông nè, bông rất là đẹp. Rất là sáng nè bà con. Nắm lại bà con xem nè, hột cũng dữ lắm ha. Đi thăm dài dài lên trên luôn bà coi. Màu nó tươi lại hết rồi. Mấy bữa trước là cái màu lá nó khét hết rồi.
Thì mình làm clip này để mà cho bà con theo dõi về cái giống OM18 ha. Được 95 ngày. Này bà con xem nè. Bông cũng rất là dữ tợn ha. Nhìn ngược nắng ở ngoài bà con nhìn rất là êm. Nhưng có thể trong điện thoại buổi chiều mình quay nó không có nét không bà con ơi.